Tôi nói với ông nghe, lần này á, ông mà đi nhậu ông mà lấy tiền tôi miết với tôi nữa nghe. Ủa ra làm gì bà? Ủa? Ai làm gì hả? Tự nhiên ông tôi quýnh ông phải không cháu? Ông ăn nhậu ông đi lấy tiền của tôi, ông ăn nhậu ông còn nói gì nữa hả? Mấy bữa gài tôi đi ăn nhậu tiền của tôi chứ tôi có lấy có 3.000 nào đâu vậy? Ờ vậy ha, ông ăn nhậu tiền của ông ha, mà tự nhiên tiền trong túi của tôi với bị rút rỉa mất tiêu hết trơn. Mất tiêu hết trơn à. Bà mua cái gì thiếu thốn mà bà đổ thừa tôi? Ông có mua cái gì hết trơn, tiền của tôi không có mua cái gì hết trơn. Mà tôi nói cho ông nghe nè nghe, đi nhậu được á nghe thì á tự biết đi làm á kiếm tiền đi nhậu nghe. Tôi không phải là trâu bò, tôi nay lưng ra tôi làm tiền bạc nghe, tôi làm tôi để dành tôi lo cho con nghe. Không phải để trong đi ăn nhậu nghe. Cứ con vợ về còn hơn cứ bà chằn nữa. Bà chằn đi đi. Ê, chào. Nãy ăn nguyên thùng ớt của đầu lã vậy. Hay còn hỏi nữa. Mà giờ sao rồi? Sao gì mà sao? Cũng ăn bậy ngộ à. Nhắn tin ten 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 đã nói cái gì á. Tự tao chủ động tao nhắn tin cho. Đó ở nhà nó khó khăn dữ lắm. Thôi cha ơi cha, cha ngu mà còn cha, cha còn nói nữa. Ở nhà nó biết ở nhà thôi, cài im lặng đi. Cài im lặng á mà không hay tin nhắn của tụi bay á thì tụi bay nói à, thằng nó khi dễ thì kia nhắn tin không trả lời, thấy nó khó xử không? Thì bấy vậy giờ mày tính sao giờ? Mệt quá. Đi ra đằng quán cà phê kêu phê nói chuyện. Đi. Thấy không? Thấy dưỡng lộc. Chạy ra con vợ tao nó hiền, nó ngoan, nó dễ thương, nó ghê luôn. Mày chạy mỏ là chạy mỏ làm sao? Hiền ngoan, dễ thương, ghê ha. Rồi bộ tao nói không đúng cái gì? Chứ đúng chỗ nào? Rồi giờ mày tính sao luôn? Ý, rồi mày sao? Ê trời ơi trời, sao là sao? Rồi tao nói gì không đúng thì tao chạy mỏ sao mà đúng? Cái gì mấy ông nội? Thì làm gì mà anh em nói chuyện với nhau, làm gì la làng ông sùm mà. Tuy nhiên có quay qua tao chạy mỏ cái nói tao muốn sao, muốn sao. Mày vụ gì? Bà nghĩ coi, vậy nè. Tôi nói với nó vậy nè là con vợ của tôi á. Ừ. Dễ thương, hiền, ngoan, dịu dàng. Ừ. Nó chạy mỏ. Ê là ông chơi tôi vậy? Mà tôi làm gì mà không phải với ông chơi tôi? Đó. Ủa? Bộ tao chạy mỏ không đúng mà gì? Vì nào tao nói nghe nè. Vì sao vì hiền, ngoan, dễ thương. À. Thì ngoan với thương nó ghê ha. Rồi tôi nói vậy đó nè. Tôi nói à, này kia tao muốn cái gì vợ tao không cho, cho tao đi ăn nhậu này kia. Vợ tao lúc nào không cho cái nó nói trời có mới sợ á. Ê, tôi nói nghe em đó tôi không đụng chạm, ông đừng đụng chạm tới tôi nha. Tự nhiên cái chồng quay qua xịt đây cái vợ chạy ra xịt. Mà trong khi đó mà tao chạy mỏ không đúng hay vậy. Ủa vậy chứ tôi làm gì ông chơi bay tôi hậm tệ vậy. Ừ. Ờ vậy mỗi lần nè tao qua tao ngủ ông chảo đi nhậu cái chảo vô xin tiền. Chữ trên đầu trên cổ, chữ ôm sầm la chứ đó có cho đâu. Nè, tôi nói cho nghe, tôi chữ chảo là tại vì chảo nó không chịu đi làm, nó ăn nhậu tối ngày rồi bởi vì á tôi mới chữ chảo. Chứ ai nói dòng tôi không cho nó tiền đi nhậu. Thôi bà em, đây nè, mày giỏi á, mày ra quá nhậu đi, đây nè, vợ tao cho tiền tao ra nhậu với mày luôn. Nè, tao nói mày nghe nè. Đàn ông con trai nói là có đừng có giới nè. Mày đi ra quán đi tao đi ra ngoài nè. Ừ, tao đứng tao đợi. Đi đi, mày đi ra quán đi. Bà. Nó khi dễ mình thấy không? Nè. Bà đưa tiền tôi đi ăn nhậu coi. Nghe không? Cho hết luôn này, bữa nay đãi cho nó linh đình, cho nó sợ mình luôn. Ừ nè, đi ra ngoài đi, cho nó đi mặt đi. Ừ, trời ơi trời.